Sau một thời gian dài trì hoãn vì bất hòa giữa công đoàn công nhân và lãnh đạo, dịch vụ tàu điện ngầm phục vụ suốt đêm của Anh đã chính thức được mở cửa. Chuyến tàu điện ngầm đêm London Underground nhằm phục vụ cho đối tượng hay làm việc đêm khuya, cũng như du khách có thể đi lại vào bất cứ thời gian nào trong những dịp cuối tuần. Dịch vụ này được hỗ trợ cho người làm việc ở London xuyên đêm cũng như những người thích đi du lịch. Chúng tôi phục vụ nhiều đối tượng với nhiều nhu cầu khác nhau. Dịch vụ được ra mắt đầu tiên ở các tuyến Metro Victoria và Central, đi qua khu vực trung tâm thủ đô London và những nơi lân cận như Notting Hill và Preston. Theo kế hoạch, đến cuối năm, dịch vụ này sẽ được mở rộng cho các tuyến Metro Jubilee, Northam và Piccadilly, sau đó sẽ dành cho các tuyến đi đến sân bay Heathrow. Vừa tiết kiệm thời gian, vừa tiết kiệm tiền. Giờ tôi không phải tốn tiền đi taxi nữa. Chúng tôi không phải phụ thuộc vào tuyến xe bus chạy dọc London nữa. Chúng tôi có thể đi tàu điện và tiết kiệm rất nhiều thời gian. Tôi nghĩ đã đến lúc London bắt kịp với phong trào của nhiều thành phố lớn trên thế giới. Tôi thấy an toàn hơn khi đi tàu điện ngầm đêm, vì đi xe bus có khi tôi bị người khác theo dõi hay đòi lại như vậy. Tôi thấy dịch vụ này rất tuyệt vời. Trước đó, dịch vụ đã được dự kiến ra mắt vào tháng 9 năm ngoái, nhưng vẫn bị trì hoãn do các cuộc biểu tình của công đoàn công nhân về điều kiện làm việc và lương bổng.